lướt rất là đã anh em ạ, lướt trên màn hình của rất là đã. Rất nhiều anh em mình có nhận xét đó, là khi mình sử dụng bộ găng tay này, anh em hoàn toàn không muốn về tay không nữa, tại vì chơi nó mượt quá. Hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Sản phẩm trên tay mình đây thì không có quá xa lạ gì với anh em game thủ rồi. Ở đây mình có một bộ găng tay cảm ứng hỗ trợ chơi game mobile chính hãng từ nhà Faiji, và phiên bản mới nhất là phiên bản V2 nha anh em. Thì đó giờ anh em có thể biết được á, ở phiên bản V1 bộ sản phẩm này cực kỳ hot, cứ về là hết hàng, về 500 bộ cũng hết, hay về bao nhiêu bộ cũng hết, không có hàng để cung cấp cho anh em. Không chỉ những anh em bị phong thấp hay là mồ hôi tay tin dùng mua sản phẩm này, mà những anh em mà tay bình thường á vẫn thích mua, bởi vì á, nó hỗ trợ cảm ứng liên trên màn hình cảm ứng rất là mượt, rất là đã và rất là sướng tay luôn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ test nhanh cho anh em phiên bản V2 có gì cải tiến so với V1, và cũng như là mình sẽ thử trải nghiệm mình chơi vài ván game với bộ găng tay cảm ứng này xem có phê không nha anh em. Ok, anh em theo dõi video nhé. Ok, trước khi vào game thì mình sẽ bóc em găng tay ra thôi. So với V1 thì thiết kế ngoại hình nó không khác gì nhiều, để mình xem chất liệu cũng như là cái hiệu năng của nó có ok hơn V1 không nhé. Rồi mình sẽ lấy nó ra hơn anh em. Về thiết kế giống nhưng mà chất liệu thì khác xa V1 đó anh em ạ. Mình thấy ở đây chúng ta không còn những sợi bạc và lông côn ở bên ngoài nữa, dễ bung ra như trước. Ở phiên bản 1 thì rất nhiều anh em nói hay bị xù lông, xù những sợi bạc ra. Thì phiên bản V2 này đã kết hợp sẵn những sợi bạc li ti nằm dưới luôn với lớp vải rồi anh em ạ. Đó, rất là ngon, rất là đẹp. Đấy. Và cái vải nó mỏng hơn anh em, vải không hề dày hơn mà vải thậm chí còn mỏng hơn nữa. Nhưng mà theo thông số hãng đưa ra thì cái chất liệu vải này nó còn có độ co giãn tốt hơn so với phiên bản 1, tức là sao, vừa mỏng hơn mà lại vừa co giãn tốt hơn, tức là chất liệu xử lý được nâng cấp, chất liệu mà tạo thành em này được nâng cấp. Nhưng mà giá thành không đổi nha anh em, giá thành không đổi, chất liệu tốt hơn nhưng giá thành không đổi. Mình sẽ test thử độ co giãn nha anh em. Em thấy không, giãn rất là kinh, phù hợp với mọi loại ngón tay của anh em luôn. Và anh em mà xài nhiều á, anh em không sợ bị giãn đâu quá, giãn nó bị lỏng á, nhưng mà cái độ co giãn rất là tốt như thế này thì anh em sẽ không sợ bị lỏng nha. Rồi mình sẽ đeo vào tay luôn nhé. Thì nhiều khi anh em mua về nó là lỏng rồi, tại vì chất liệu vải nó không được tốt cho lắm, nhưng mà V2 thì anh em thấy này, nó mỏng hơn nhiều nhưng mà độ co giãn rất là tốt. Ok, mình sẽ đeo vô luôn ha. Đeo hai ngón vô luôn. Đấy, thiết kế của V2 nó cũng đẹp hơn, không có những sợi bạc bên ngoài dễ xù lông, và chất liệu vải đeo rất là sướng. Mình vừa đeo vô ngón tay mình thấy rất là mát tay anh em ạ. Cực kỳ mát luôn. Đấy. Rồi ok. Đây. Găng tay chơi game rất là ôm tay, rất là bỏ luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ thử mình vô một trận game mình cảm ứng cho anh em coi thôi. Đây anh em thấy không? Rất là nhạy. Và đặc biệt là rất là mát ngón tay nha anh em. Cái chất liệu vải là 100% cô tông, cực kỳ mát ngón tay của anh em luôn. Đeo vô là phê liền à. Rồi mình sẽ vô đấu một trận đấu thường nữa. Ở đây mình sẽ test game Liên Quân ha anh em. Tại vì game Liên Quân thì nó phải múa nhiều, chứ còn PUBG tìm người mệt lắm. Cho nên mình chủ yếu là mình sẽ đeo hàng ngón tay thôi. PUBG thì nhiều anh em mà chơi 4 ngón á, thì mình đeo 4 ngón tay luôn cho nó phê. Anh em lưu ý nhé, bộ sản phẩm găng V2 này giá thành không đổi so với V1, tức là giá còn giữ nguyên, nhưng mà anh em sẽ có những cái hiệu năng tốt hơn, độ co giãn tốt hơn, cảm ứng mượt hơn, mát hơn, cũng như là cái thao tác á nó cũng chính xác hơn những bộ V1 nữa. Đấy. Rất là phê, mình cảm giác nó rất là ôm ngón tay của mình anh em ạ, rất là ôm. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng theo hãng còn sản xuất công bố á, thì việc mà anh em có thể giặt đi giặt lại nhiều lần ngón tay này á, nó vẫn không hề bị giãn nha. Đấy. Rất là ngon. Đeo vô nhìn nó cũng đẹp, ngón tay mình đi dẹp hơn hẳn đây nè, nhìn ngầu cồ hơn hẳn. À, ok, rồi vô game nhanh nha anh em. Anh em có thể thấy cảm ứng của mình nè. Đấy. Cực kỳ phê luôn. Lướt rất là đã anh em ạ, lướt trên màn hình cũng rất là đã. Rất nhiều anh em mình có nhận xét đó, là khi mà sử dụng bộ găng tay này, anh em hoàn toàn không muốn về tay không nữa, tại vì chơi nó mượt quá. Ok, đây. Rất là đã luôn. Thao tác hoàn toàn là nhanh nhạy hơn tay không rất là nhiều. Và những anh em mà bị vấn đề mồ hôi tay á, hoàn toàn không phải lo về cái chuyện đó nữa. Tại vì cái chất liệu vải này thấm hút mồ hôi rất là tốt, cực kỳ thoáng nữa. V2 thật sự rất là cải tiến rất là nhiều so với V1 đây này mà. Không? Thao tác nó không bị chậm một giây nào hết và rất là chuẩn xác. Cái này thì anh em đeo trên tay cảm nhận thử mới biết được, cực kỳ đã luôn nè. Ok, thì mình sẽ chơi một trận game tí xíu thôi nha anh em, không chơi lâu đâu.
Em có thao tác đúng là khúc nào không nhé? Lướt này, lướt nó phê vãi luôn anh em ạ, phê khủng khiếp luôn này, không hụt một thao tác nào hết. Hồi đó đêm mình bắn thằng kia là ăn mạng rồi. Ok, thì mình cũng chơi game một chút như vậy thôi. Để diễn tả được cái cảm giác mà mình dùng tay không với lại so với dùng tay cảm ứng á, thì nó rất là khó để mình diễn tả được. Chỉ có cách anh em có thể nhận biết được là mình mua trực tiếp và mình trải nghiệm thôi nha. Theo cá nhân của mình thì găng tay rất là phê, rất đáng tiền để sở hữu. Và với những cái cải tiến hơn rất nhiều so với phiên bản V1, bền hơn này, co giãn tốt hơn này, cảm ứng nhạy hơn, cũng như là cái cảm giác mà nó mát tay hơn á, hơn rất là nhiều so với V1. Nhưng mà giá thành là không đổi nha anh em. Giá thành vẫn chỉ công khai là 85.000 một cặp. Anh em có thể hoàn toàn đặt hàng ở phía đường link mình để dưới mô tả, hoặc là liên hệ trực tiếp với số online của linh kiện store nhé. Số lượng sản phẩm hiện tại còn rất là ít nha anh em, tại vì sản phẩm này cứ về mình là hết, khách hàng đợi hàng rất là nhiều, một ngày đi vài chục bộ, 50 bộ, xuất bộ liên tục. Anh em là kiểu này bị mồ hôi tay này, phong thấp này, cũng như là thấy cảm ứng màn hình nó bị chậm, nó không có mượt, nó không có đã, thì mình nên thử cảm giác mình trải nghiệm game bằng một chiếc găng tay cảm ứng như vậy nha. Đảm bảo 100% với anh em là sẽ phê hơn rất là nhiều. Ok, rồi mình cũng xin dừng clip tại đây thôi. Anh em đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store Channel nhé. Xin chào tạm biệt.